Xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả quý bà con nông dân đã quay lại với chương trình cacao bền vững của công ty Puratot Brandlay Việt Nam. Và tôi là Loan, hôm nay tôi sẽ là người đồng hành cùng với tất cả quý bà con nông dân trong chương trình trò chuyện cùng với người nông dân ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ đến thăm một hồ nông dân ở khu vực cấp 1 huyện Cát Tiên và tỉnh Lâm Đồng. Và chủ nông dân hôm nay là chị Tiết. Và bây giờ chúng ta hãy cùng vào thăm chủ của chị Tiết nhé. Dạ. Chào chú ạ. Dạ, chú khỏe không hả? Chú cũng bình thường. Dạ. Xin chào tất cả mọi người. Câu chuyện hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với gặp gỡ với chú Tiết. Dạ, và trước khi bắt đầu câu chuyện thì chú có thể giới thiệu sơ qua về gia đình chú và vườn cacao của chú cho tất cả mọi người được biết không ạ? Chú xin giới thiệu chú tên tên cùng cơm là tên Trần Văn Tuyết, mà tên thường gọi Trần Đức Tuyết. Dạ. Chú là ở tổ dân phố 7, thị trấn Phước Cát, Cát Tiên, Lâm Đồng. Và hiện tại thì vườn cacao nhà mình có diện tích là bao nhiêu hectare? Vườn cacao của chú thì chỉ có 6 sao thôi, trồng xén với cái điều. Và chú có thể chia sẻ cho mọi người được biết rõ thêm về cơ duyên nào đã mang chú đến với cái cacao không ạ? Thì chú cái cơ duyên mang tới đời với cái cacao là ngày chủ đang còn làm chủ tịch hội nông dân xã thì được sự chỉ đạo của cấp trên và đặc biệt là của cái tỉnh Lâm Đồng là hợp tác với cái công ty của hợp tác với lại là cái công ty phi chính phủ của Mỹ là người ta về người ta truyền đạt cho mình và người ta nói tóm lại là người ta cho mình một cái cần chứ không cho mình con cá. Thì họ đầu tư cho mình về cái khoa học kỹ thuật rồi cái cách trồng và chăm sóc cây cacao. Và chủ trương của tỉnh Lâm Đồng là đối với cái cây cacao á, là cái cây xóa đói giảm nghèo bền vững. Cho nên từ năm 2007 là cái chủ trương của tỉnh đã đề ra như vậy. Và thực hiện thì quá trình đó là chuyển giao khoa học kỹ thuật năm 2009. Thì khi đó bắt đầu mới thực hiện thì cái công ty phi chính phủ của Mỹ họ đầu tư cho mình là về cái cây giống, về cái kỹ thuật, rồi một số cái phân bón này kia đó. Vậy là vườn cây của mình ra đời vào năm 2009. Tức là mình ra đời năm 2009, nhưng mà đã tập huấn chuyển giao các cái khoa học kỹ thuật từ 2007. Và với diện tích là 300 cây như vậy thì mỗi năm thì cacao sẽ mang đến thu nhập khoảng bao nhiêu? Thì là với một cái diện tích là 6 sao đấy thì một năm thì tầm cỡ nếu mới cho trái tươi thì cũng cả một chục tấn trái tươi để cỡ đó. Thì thu nhập thì mình tính bình quân ra cả một năm mỗi năm như vậy là nằm cỡ từ 6 đến 70 triệu. Chi phí đầu tư thì nó khoảng cỡ đô $20 lại thôi, không có hơn. Tính ra như vậy thì năng suất rất là tốt đối với cái vườn cây của nhà chúng. Mà đặc biệt nữa thì nó lại là trồng xén dưới các cái tán cây, ví dụ như cái điều là mình trồng xén dưới cho nên cây tăng cái thu nhập trên đơn vị diện tích. Mình chưa tính cây điều mà tính cây cacao đã như vậy rồi. Cho nên là cái đối với trồng cây cacao này, trồng xén dưới tất cả các cái loại tán cây thì nó cho mình hiệu quả năng suất trên đơn vị diện tích. Cái đó là mình nên làm. Và chú rất là đồng tình hưởng ứng với cái cách làm này. Vậy thì đối với cái mô hình cacao trong xe và tặng bia của chú con, chú có thấy là đang gặp những cái khó khăn gì không ạ trong cái quy trình chăm sóc ạ? Đối với cái cacao mà trong xe dưới tán điêu thì nó chỉ có một cái chút khó khăn thế này, về cái mùa mà có điều có trái thu hoạch á, là khó khăn một chút là cái lá nó rụng xuống thì là cây hạt điều nó rơi xuống thì mình lùm là hơi khó chút. Nhưng mà nếu như mà có biết cách cho mình cao gom từng luống một á, thì là mình dễ lùm. Nhưng mà mình không nên là cao gom rồi đốt nó kia là mất cái phẩm màu. Chỉ có khó khăn mỗi chừng đó thôi. Chứ không có vấn đề gì gọi là khó khăn cả. Thì chú chỉ có khắc phục là chú về cái mùa điều có thu hoạch là chủ gom luống của cây cây cây
cái lá khô đó, xong rồi chú phủ cái bạt mà cái loại bạt ni lông hoặc bạt mỏng á, thì trùm lại để cho ga khỏi tung ra, thì tại nó rơi xuống, tại rơi xuống thì mình không được có gì đâu, đơn giản. Và chú có thể cho một số lời khuyên đối với những người nông dân tại khu vực huyện Cát Tiên hoặc là những cái khu vực khác đang có nhu cầu trồng cacao không ạ? Thì đối với chú là có lời khuyên đối với tất cả các cái nông hộ, mình đã có cây tư tưởng là muốn trồng cây cacao dưới tán điều hoặc dưới tán của các cái loại cây khác, ví dụ như sầu riêng là cũng nó cũng rất là phù hợp. Muốn đảm bảo được cái điều kiện đó để cho nó tăng năng suất trên đơn vị diện tích thì cần có một cái lời khuyên là trước hết mà nói là tôi thường hay nói đùa và cũng nói thật, trong gia đình mình muốn trồng cây cacao thì trồng trước hết trồng cho tôi một cái cây kiên. Như bà con không biết trồng cây kiên là cái gì, nhưng mà trồng cây kiên tức là trồng cây kiên trì trong gia đình mình cái đã. Thế khi đó trong các cái loại cây cacao đã kiên trì thì mình quyết tâm mình làm vừa được cái điều vừa được cây cacao, tăng thu nhập trên đơn vị diện tích. Còn cứ đứng núi này trong núi nó chắc cái là trong cái kia là cái đó là cái không nên, hoàn toàn nên. Mà cái chủ trương của tỉnh cũng như vậy, là không khuyến cáo mình chặt cái nọ trong cái kia mà phải tăng năng suất trên đơn vị diện tích. Thì trồng cây cacao dưới tán điều, trồng cây cacao dưới tán cây sầu riêng thì nó tăng thêm cái nguồn thu nhập cho gia đình mình. Cho nên tại sao tôi nói cần phải trồng cây kiến là cây kiến trì, đừng đứng núi này để trồng núi nọ. Yếu tố thứ hai là cũng một vấn đề hết sức quan trọng là trước khi mình đã nhắm mình trồng vào dưới tán điều hoặc là dưới tán là cây sầu riêng thì mình phải xét thử xem cây diện tích đó của mình trồng có đảm bảo nước tưới hay không. Đó nè. Nếu không đảm bảo nước tưới thì phải hạn chế lại và không đủ sức mình chăm sóc. Với một cái diện tích ví dụ là trong gia đình mình có như vậy là 2 lao động hoặc 1 lao động hoặc 5 lao động, 10 lao động thì mình ứng với cái số diện tích của mình để mình làm. Chứ mình không nên là trải dài ra mà không có người làm rồi thuê thì cuối cùng cũng bằng không. Cho nên là thâm canh tăng năng suất còn hơn quảng canh. Cái đó điểm đi. Và yếu tố cây giống nó có quan trọng không ạ? Yếu tố cây giống quan trọng chứ. Bây giờ yếu tố cây giống là mình chọn các cái loại cây giống cùng trong các cao thôi, nhưng mà những cái loại cây giống nào là có năng suất rồi kháng bệnh thì mình đưa vào trồng. Nếu không năng suất thì mình không đưa vào trồng. Cho nên là trong cây dòng các cao thì có 8-9-10 loại, nhưng mình có thể chọn được 4-5 loại thôi cho nên năng suất. Và một câu hỏi cuối cùng mà cháu rất là muốn mình được sự chia sẻ của chú đó là đối với cái vỏ cacao mà sau khi chú đọc cải ra thì cái số lượng vỏ đó chú sẽ xử lý như thế nào ạ? Cái vỏ cacao thì nếu như mà có lực lượng lao động thì nó xử lý được nhiều những cái rất là lợi. Cái thứ nhất, bây giờ mình chăn nuôi bò, lấy cái vỏ đó mình băm ra cho bò ăn, lấy cái vỏ đó để mình chăn nuôi dê, hoặc là lá của cacao buộc mình phải tỉa thường xuyên, tỉa thì là đưa lá vào cho dê ăn đó, đưa lá cho bò ăn, rồi ngoài ra mà nhiều nữa thì mình ủ làm phân để tiếp tục trải trở lại cho cái cacao đó là tuyệt vời. Cháu cảm ơn những cái chia sẻ của chú rất là nhiều. Và cháu cũng hy vọng là với những cái chia sẻ và những cái lời khuyên từ chủ tiết tất cả các cô chủ nông dân trong cacao tại Việt Nam sẽ có những cái định hướng và sẽ có những cái phương án tốt hơn trong quá trình trồng và chăm sóc cacao. Và xin chúc mọi người sức khỏe và thành công trong công tác chăm sóc cacao. Xin chào tất cả mọi người.